Cha của Chúa là Thượng Đế rồi. Thượng Đế đã sai Chúa tái sanh rồi. Để mà bắt đầu từ lớp giống như element lên lên tới college. Từ high school lên college. Học đạo con người human being cần phải upgrade cái lifestyle của cái trái đất này. Cái trái đất này trong tương lai toàn là những người thông minh và you guys. A new one, the new generation. Thì phải học những cái mới để mà sống cao hơn. Giả sử ngày xưa cowboy, thời cowboy mình bên đó nó bắn qua bắn lại, nó con cái mạng người không ra gì hết á, chỉ cần chút xíu ego là giết nhau. Còn bây giờ có cái gì cũng phải ngồi nói chuyện nhau rồi xong break cái ego xong đó, thì the new generation con người nó hiền hơn cái thời của mình. Thời của mình because Satan với Chúa is fighting right now. Satan là nó con của Satan nhiều lắm. Nó đầu thai vô Chinese, nó đầu thai vô Russian, vô những cái nước mà gọi là communist á, là master Satan. Sau khi mà God win, you know, wrestling với Satan á, thắng rồi đó, thì lúc đó đó thì những cái người young generation bắt đầu mới hiểu được there is có cái spiritual behind us, we are not alone, mình không có phải một mình đâu, mình có Thượng Đế, mình có Chúa. He been there, been working very hard. Chúa là người messenger của Thượng Đế, của cái the third world. In the last 5 years everything I say thì trúng hết á. Là hồi xưa thời đại nhị thế chiến thì có 3 đứa nít ở Spain, right? Rồi đại tam thế chiến thì me, I'm reincarnation, I am a Jesus reincarnation. Nhưng mà human being người ta chưa có recognize thôi. One day they recognize. Hồi xưa chú bị đóng 3 cái đinh á, con có biết không? Nhưng mà giờ chú nói con cười thôi à. Nhưng mà giờ con cứ cười cho đã đi, rồi mai mốt con sẽ hiểu. Yes, cái đó là do cái học vấn của mình cao á, thì thành ra khi mình học càng cao á là giống như cái người mà đọc lớp đọc instruction nhiều quá, mở cái nắp hộp cũng phải đọc instruction. Human now is like that, cho nên it's very difficult for my job at this time. Hồi xưa dễ lắm. Hồi xưa ta thấy Chúa làm những cái chuyện magic nghĩa là người ta tin liền, right? I do a lot of stuff. Nhưng mà người ta vẫn không tin là vì cái học vấn của người ta, cái hai thét nó cao quá. Rồi bị ba đóng ba cái đình dấu là dấu tay đâu. Ta hỏi, cái spiritual nó reincarnation thôi mà. Nó đâu có gì đâu. Chúa cũng là son of God, I am son of God. The same guy. Nó đâu có khác gì đâu. Có một lần chú nói trên mạng, chú nói có tôi kêu Chúa về hoài mà không thấy xuất hiện con cái đó. Kêu everybody nhưng kêu Chúa hoài không xuất hiện. Chú có thể nói chuyện được bất cứ thứ ai trong vũ trụ nhưng mà kêu Chúa không được. Thì khi mà chú nói cái đó mình nghĩ đó, có khi nào Chúa là Chúa thái sanh. Nhưng mà chú không bao giờ nói này trên mạng, nói trên mạng không ai tin hết trơn á. So what I do today là chỉ là những cái người close to me sẽ biết được những cái more confidential. What I do today is not for today, it's for 30 years later. Chứ không phải là what I do today là nó successful today. Cũng giống như chú chỉ mới có làm một cái nền móng để mà build cái tower for 100th floor. Nhưng mà cái tower nó phải mấy chục năm nó mới xong, người ta mới vô ở được. Rồi bây giờ ai tới nhìn thấy cũng là bãi đất trống với mấy cái foundation thôi, người ta không có believe. So that's exactly. So what I talk today, what I do today, no will be good 30 năm về sau. Nhưng mà hồi lucky là biết trước. Biết trước thì con đầu tư trước thì con lời nhiều, giống như cái miếng đất mà khai quy hoạch trước vậy đó. Cái y như vậy thôi. Lúc trước khi con gặp anh này, con có suy nghĩ là ủa, có nhiều đạo á, đạo nào cũng có Chúa riêng người ta hết gì, vì thật sự cái nào mới là Chúa thiệt hay là cái nào không phải là thiệt, hay là nếu mà nhiều quá như vậy thì nó loạn xộn người ta. Nhưng mà gặp cái bạn này thì bạn này nghe Chúa trước, bạn này mới giải thích cho con thì con mới hiểu là ồ, có một Chúa thôi, nhưng mà nhiều thời kỳ này nọ
nhiều thời kỳ nó chuyển thế, nhưng mà tại vì xưa cái spiritual nó go from body to different body, chứ nó không có phải ở một cái body. Cái body của mình rất là temporary, rất là ngắn. Rồi mỗi một cái quan trọng nhất là cái spirit, mình có một cái thế giới riêng mình sống trên kia. Còn cái thế giới này chỉ là cái thế training thôi, để mình học những cái experience, để mình improve cái intelligence, cái spirit. That's the only thing you bring with you when you departure, die hay là suddenly something wrong á, thì mình chỉ đem cái nó là đi theo, chứ mình không có mang tiền, cũng chẳng có mang anything else, người thân hay gì cũng không có đem theo được. So đó là trong tương lai nhiều cái chuyện vui lắm. Because right now we live in a crazy world, right? Yeah. Thì phải có crazy guy like me appear. Yeah. Chứ giờ cái thế giới này mà nó không crazy, chú đâu có cần phải ngồi đây đâu. Nhưng mà phải mang cái xác phàm, phải người nói chuyện. Cái nhiều người nghĩ nữa, sao Chúa không phải đầu thai vô người Do Thái đi? No. Do Thái, Jerusalem của Việt Nam là miền Nam nước Việt. Trong tương lai chú phải đầu thai làm người Việt Nam. Chứ còn bên Do Thái á, là nó thánh chiếm hoài. Bây giờ không có cái gọi là cái capital của tâm linh á, nó sẽ move to Việt Nam. That's why I am reincarnation Việt Nam. Nhưng mà chú không phải người thường, chú là UFO, you can call me. Nhưng mà trên mạng chú không có nói chú bị đóng ba cái đinh nhiều đâu, nói ai cũng hiểu. Yeah. It's one guy. Chú bị đóng ba cái đinh. Nhưng mà hồi xưa phải đóng màn kịch khổ thì người ta mới chịu hiền, đúng không? Thì nhờ ba cái đinh đi đâu, bây giờ con đi góc đường nào cũng thấy Chúa đứng trên ba cái đinh đó. Còn thời này phải đóng màn kịch khổ, người ta đâu có khe nữa. Cỡ Chúa mà thời nay mà chịu đóng 10 cái đinh nữa, là 10 ngón tay 10 cái đinh đó, họ cũng không khe, chết. Hồi xưa con người thấy nó rất là đơn thuần, nhưng mà lại họ có lòng tin, con hiểu không? Còn con người thời nay nó ác lắm, tự vì khoa học nhiều lắm, nó tiền với vật chất không à. Cho nên mình phải dùng cái lời nói, mình dùng cái cách giải thích để cho họ hiểu. Còn nếu mà if I don't go online chừng 5-10 năm nữa đó, cả nước Việt Nam đó, bây giờ Chúa hay là Phật có hiện trước mặt đó là magic, thì nó có hay quá, magic biến quá, rồi đi trên nước, ngồi trên lửa, rồi không ăn đá, rồi ăn sắt, rồi là bình thường, rồi xong cái đó rồi nó cho trò vui, nó về nó cũng bình thường, nó cũng không có chịu tu nữa. hiểu không, đúng không? Tại cái mai của nó đã bị brainwash và get used với những cái thứ xấu, nó không còn tin beyond. Đến khi nào mà last minute nó chết, nó nằm trong bị covid, nó nằm chết rồi ta khiêng dục bịch á, thì lúc đó nó mới tính lúc đó. Còn trước khi mà nó còn nhúc nhích nổi, nó còn bò được, nó cũng vẫn không tin. That's human mind giống vậy đó, khó lắm á. So that's why I need to talk, I need to go up there. Chú phải dùng thần thông myself để mà nói chuyện. So the first, khi mà con không có ngủ được hay là con bị in nightmare gì đó, ngủ mà bị mấy cái giấc mộng xấu đó, so call my name. I'm not one person, I am có thể mấy trăm nghìn person đó, at night, để mà giúp. Và đồng thời you can hear mấy cái clip chú nói con sẽ ngủ được. Because my voice is not a normal voice. My voice là my father là God give me cái voice để mà calm people down. Giống như phải đúng cái tiếng chuông á, đánh thức cái tâm. Có những cái voice làm cho con rất là bị sốc, hiểu không? Cái voice con người nó quan trọng lắm, cái audio á, cái sound á. Cũng giống như Michael Jackson, nó là quỷ, thì cái voice của nó attract những cái đứa nào mà muốn theo quỷ. Nhưng mà thời nay bên Công giáo á, đạo nhất họ bị misleading nhiều lắm.
cũng giống như hồi xưa ông những người ta nói trái đất này là tròn, bên kinh của ông giáo trái đất vuông bị chết đó. Đúng rồi đó, gần gần nước tại đốt nhang khói quá. Xin lỗi. Không phải con đốt nhang của em phải mở cửa sổ mấy con phải mở hút rồi nó hư phổi của mấy con á. Đùi đi cứu mấy con về tâm linh thôi, chứ còn bệnh phổi là phải đi thay phổi nha. Chủ mới tự giữ sắc phàm để mà độ chúng sanh. Con nghĩ con từ hồi nghe chú con nghĩ là con đốt hết cái đống nhang ở nhà xong con không xài nhang nữa. Ừ. Yeah, mình không cần thiết nhiều. Yeah. Chỉ vừa thôi nhưng mà phải hút lên. Mình phải giữ cái thân người mình nó quan trọng lắm. Ví dụ như mấy con á, là quyết định cuộc đời mấy con à, right now at this moment là đi về với Chúa hay đi với quỷ. Tại vì ở Việt Nam có những đứa mà nó đang giống như mình nói mấy đứa ở quán karaoke, mấy đứa bữa vì trái gì nó đâu biết tu, đi đâu đó. Nhưng mà nó là người hiền không, con có biết không? Mà có hiếu nữa, nó mới vô đó nó làm. Mà nó lỡ xui xui bị cha chết trái vậy. Nhưng mà mấy đứa nó sẽ thành quỷ không á. Tại vì cuộc đời của nó còn tương lai sáng lạng. Một cái diêm quẹt thôi là làm nó chết, nó hận. Khi nó hận nó thành cái bóng ma, nó đi phá người này người kia. Rồi ban đêm nó hiện lên rồi nó làm cho lật xe. Nó tạo tội, nó làm cho lật xe để chết là mục đích về bên kia nó kéo đông bạn đúng không? More friend à, kéo bạn bè đông. Còn ví dụ như hiện giờ mấy đứa đó cũng ba chục đứa quán karaoke bị trái chết, nó biết tu, nó biết đọc kinh, nó biết ngồi thiền, nó tu. Khi nó chết rồi á, nó release, nó thành ma tốt. Tuy là nó cũng chết trẻ đi, nhưng mà trước khi nó chết trong một tuần hai tuần nó biết đọc kinh, nó biết tu thì nó thành ma tốt, nó sẽ đi giúp người, thì nó qua bên kia nó tu tiếp tục. Cho nên tại sao ở dưới chùa mình một đống dòng linh nó vô nó ngồi thiền nó cũng tu á, nhưng mà khi nó không có thân người nó tu chậm hơn mấy con gấp trăm lần, nó cũng tu ok. Nhưng mà ngồi thiền á là cần có cái energy của khí dương của mình. Còn nó do nó ngồi, ví dụ con ngồi ngày thì con vô 3 tiếng con vô định, còn nó phải ngồi 30 năm nó chưa có định được nữa. Đó là khác nhau chỗ đó. Cho nên khi còn cái thân người đó phải chọn con đường. Chừng mình đi đâu quá không, mình phải quyết định con đường của mình. Bệnh. Ừ. Mấy bữa nay tự nhiên ở Cali nó xuất hiện bão là có hiện tượng gì khác lạ không? Hiện bây giờ Cali chưa bao giờ có hiện tượng này. Ừ. Âu Châu chưa bao giờ có hiện tượng mùa đông không có miếng tiết. Đúng không? Nó đi ngược. Đúng không? Chưa bao giờ có hiện tượng là đã nói crazy world là chỗ nào nó crazy điều hết. Những cái nước mà đang hung dữ cũng không có bao giờ có hiện tượng mà nước nghe mà lại thua thằng nhỏ xíu. Con voi đi thua con chuột, thấy chuyện hơi vô lý đúng không? Rồi cái thằng bự như Trung Cộng đi hù hù với thật sự chỉ cần một chiếc F-20 thôi, chứ đừng nói chi là F-35 của Mỹ. Nó lên nó thể bắn một đống mấy chiếc chê của Trung Cộng rất giống như là con lấy súng bắn chim sẻ vậy đó. Phải đổ đồ dởm, mỗi cho một chiếc mà nó siêu á, nó có thể clean up một đống mấy chiếc mà dở. Tại khi tới một cái level giống như nó là một cái technique rồi, thì lúc đó đó giống như một người mà có võ công có thể quýnh lần mấy trăm người được á. Thì máy bay của Mỹ là nó có võ công, nó có thiệt, nó mới thắng nghe. Cho nên đồ của Trung Cộng mấy là giống như đồ giấy. Tại vì chú nói chuyện với mấy cõi vô hình, mấy gì giải thích. Đồ của nghe giống như đồ mẫu. Đồ của Mỹ mới là đồ thầy thế nam, đồ thiệt á. Thì con nghĩ một chiếc nó, một chiếc của nó có thể đánh biết bao nhiêu. Bây giờ con thấy đồ nghe nó ngầu lắm. T-90 là miss gì á, rất lịch bịch hoại á. Thì thằng Trung Cộng nó còn tệ hơn đúng không? À, chưa đánh là mình đã thấy nó thua rồi. Nó không có dám đánh thôi. Hù. Nhưng mà kết cuộc mình sẽ thấy cái này.
trong cái năm 23 này nè, là con thì chú không biết con là gì, nhưng mà chú nói thật là mấy vị nói á, trong quân đội của Việt Nam á, sẽ đứng lên clean up mấy ông lãnh đạo của mình á. Hôm nào hôm nay ông lãnh đạo nào mà nghe lời chú, ông đó còn sống, tại chú cũng thương mấy ông lắm, thấy không? Hôm nay mà mấy ông lãnh đạo mà còn đi bán nước cho Trung Cộng, mà mấy ông đó sẽ bị dân sau này hạch tội. Cho nên mình có hai ông phó mới vừa rớt chức á, người ta nói là chuyện xui, nhưng chú mừng cho ổng á. Ok mấy ông, tôi kiếm ông uống cà phê á, tại hôm nay ông rớt chức, ông không còn chức, đến lúc mà cái ngày mà dân đứng lên á thì tao cũng bị đuổi. Đinh La Thăng đâu, mấy ông đó là ok, còn cái hàng nào mà đang tại chức mới là mệt á. Cho nên đừng có ham chức của Việt Nam bây giờ, bề ngoài người ta đâu có biết, mà người ta nghĩ là ổng sẽ bị khổ, nhưng mà thật sự hai ông đó là người tốt, ổng có thể sẽ là thua nhưng mà lại thắng á. Sau này dân sẽ chọn lại những cái người nào mà làm việc thật. Bây giờ mình mới hiểu nha, cái người vô neo thôi, lương cao hơn Nguyễn Phú Trọng, Bác Trọng đi, Bác Đại Phú Trọng mình chứ không dám kêu toàn ổng gấp 10 lần. Làm sao mà ổng có tiền gửi qua đây hàng trường, rồi giống như gửi qua đây nè, khu này cũng của mấy ổng, tiền đâu có, phải đi ăn hối lộ thôi. Tức là hối lộ tức là nguyên một cái nguồn máy đều là bán nước, đều hối lộ hết, không có ai mà không bán hối lộ hết, nhưng mà chỉ là thuộc về phe nào thôi à. Sao mà ai không biết chuyện đó? Cái này nó hơi cao không, nhưng mà hiện giờ ông nào khôn quá từ chức, chú nói thật, sắp sửa thay chiều đổi viên ngôi, không có ai mà cãi được ý trời hết, không có một người nào mà cãi được ông trời. Tao cha là tạo ra nhân loại mà, tới thời đại nào chẳng qua là màn kịch nó phải đi theo cùng lớp không, hết màn này người này đóng vai này, giống như ông Trump đó, ai hại ông được, giờ nguyên cả nước Mỹ quyền lực FBI giờ hại ông hoài, hại có được không? Mấy người có mệnh trời làm sao mà hại được, không thấy ông đó cuối cùng ông cũng vẫn nắm chính quyền à. Hại chừng nào á, đến lúc ông nắm chính quyền á là ổng lại hạch tội ngược lại thì cái đầm lầy nó mới sạch. Tại vì con tạo nghiệp thì giờ tới khi sau này ổng lên chức thì ổng mới lôi đầu lại, đúng không? Nghiệp mà đi qua đi lại, ok du thôi tôi một cái, tại mấy ông này đâu biết tu, mấy ông này chỉ là tướng trên trời thôi, du thôi tôi một cái, tôi thôi lại. Còn như chú là Bồ Tát, chú là một vị khác, không có. Ok đứa nào đứa dữ tôi cũng mang về trời, đứa hiền tôi cũng mang về, đứa dữ tôi xin bớt tội. Chú là khác, còn như ông Trump ổng là tướng ở trên trời, ổng chỉ là tướng nhỏ xíu của chú thôi, chú sai ổng chạy có cỡ trên trời á. À nó ổng với Alon ở trên, trên trời chú có quyền hơn với trái đất này. Ổng với Alon đó là nhỏ xíu à, chứ có chút bẻo thôi mà xuống trái đất này quậy vậy đó, là hàng thấp thôi. Tại vì cái thấp cái cao nó không có tính theo cái mặt đất này, cái thấp cái cao á là ở trên kia mới tính, trong cái vô vi á. Cả bây giờ ổng có chết ổng đâu biết ổng đi về đâu đâu, chú biết ổng về đâu, ổng làm chặt là chú phạt ổng được hiện giờ. Không chi mấy ông Việt Nam, mấy Việt Nam trả lại gì chứ. Cái này là con hỏi nội bộ mà có thể nó lát con xó cái này. Đâu có gì đâu xó. Dạ. Đợi nha. Đem gì cho mấy ông nghe mấy lời chú. Ông nào mà từ chức thì ông đó sau này được dân thương. Yeah. Hay từ chức được dân thương nha, kiểu nói vậy. Con có nghe nói là giống như một vị Phật á mà tái sanh á thì cái đời cuối cùng phải là làm vua mới là trở thành Phật được. Thì cái đó là có chính xác hay không? Thì nếu mà cái đó chính xác, con có một cái giả thuyết nghe. Thì chú, con nghĩ chú tương lai về làm vua. Thì chú có làm vua hay không là bố ông bài úp. Yeah. Nhưng mà trong kinh sấm với bao nhiêu đời có nói rồi, thì đức thầy là Ngài Giảng Trình đó. Yeah. Con biết ổng không? Giảng Trình con có nghe. Rồi biết ông Bình Phú Sở không? Dạ biết. Rồi biết tái sanh năm lần biết không? Dạ biết.
Rồi đại khái thì trong kinh điển của ngài có nói mà. Còn chú có làm vua hay không chuyện đó không biết. Mình chờ xem. Mày nói cái tự nhiên cái mấy vị hả không cho mình. Con đừng nói là một mình chú hả, ở đây có khoảng mấy trăm vị, mấy vị theo hộ chú nhiều lắm. Chú có một lần nói chuyện với ông Thánh Peter bên của con á, vì mấy ông mà công giáo mà thánh tử đạo của Việt Nam á, chú nói chuyện mà ổng thường xuyên lắm. Lúc nào trên núi mấy ông tụ lại ngồi nói chuyện thì chú là tiền kiếp của chú là thời xưa là Mohammed lập cái đạo Hồi giáo. Chú thì thu luôn tới thời nay nữa là một người, cho nên hôm nay á cha mới kêu chú là thống nhất lại các đạo của con lại để cho một tất cả nhân loại đều là con của con hết, thì làm có một đạo thôi, nó không có đánh nhau nữa. Nhưng mà khi mà chú đi về trời rồi á thì họ sẽ nghe lời, còn bây giờ á họ chưa nghe lời, tại vì cái học vấn của thế gian nó bị chắc, thì phải cho họ xả ra cái mùa này đi, thất thu mùa này đi, mùa tới kế tiếp. Hôm nay ai mà hiểu được thì hiểu sớm thì biết được, có phước sớm. Chú đâu có mong những gì chú nói hôm nay nó thành công hết đâu. Còn cái nước Việt ai làm vua hả? Bây giờ con nghĩ á, nếu mà giờ con nghĩ đưa một cái đệ tam cộng hòa của mấy thằng mà quậy quậy đây á, nó về nắm chính quyền. Cái thế hệ của con là 65% là con là người đang nắm chính quyền á, con có biết không? Không phải mấy người lớn tuổi, cũng chẳng phải mấy anh HO già mà trước 75, cũng chẳng phải là mấy thằng đang trong chức vụ bển nữa. Mấy chức vụ bển chỉ là cái chóp thôi, những người mà có trình độ bản ngoại là mấy đứa con là người nắm chính quyền. Bây giờ mấy đứa con 65%, sau này nếu mà nước mình tự do tính theo cái số lượng đồng lá phiếu đúng không, thì không lẽ con bầu Đào Minh Quân nó ác vậy á, về bển để mà làm tổng thống Việt Nam hả? Nghĩ nó có lấy hết tài sản của ba mấy đứa con anh em dòng họ con không? Lấy hết á rồi nó bắt ở tù nữa đúng không? Nước mình đến lộn nhau hoài à, chuyện nó sẽ không có đề tam cộng hòa khỉ gì á. Rồi giờ thí dụ như cái đám Việt Tân nó quậy, nó độc tài á, nó ở hải ngoại, nó ghét cộng sản, nó nghĩ nó về á nó sẽ làm cái gì? Nó cũng sẽ bắt người ta ở tù. Mấy đứa con có đồng ý không? Ít nhiều mấy con ghét cộng sản rồi đúng không? Hiểu mình hiểu nó để mình sửa, chứ không phải mình hiểu để mình ghét. Mình hiểu để mình sửa là từ gì? Ít nhiều mình có anh em dòng họ, nó không phải 4 triệu, mà 4 triệu đó có rau rễ dâu rồi nó đi tùm lum lá, nó chằng chịt, rồi có người hiểu chứ, có người hiểu sao? Miễn hiểu là quan trọng, đó là Thượng Đế muốn hiểu cái chế độ này nó không có xài được để mình đổi, chứ không có thể hiểu để mình lật đổ nó. Chỉ là chỉ có rồi đưa một thằng mà cực đoan ở Mỹ về, nó sẽ làm gì? Nó giống như dân của mình là sáng xỉn chiều say rồi cà phê rồi tối ngày, nó đâu có hiểu gì đâu. Cái dân trí nó thấp, mà con kia nó theo lực lệ Mỹ, đường xá đi đứng ăn nói rồi theo kiểu Mỹ để mà lập lại một cái đời mới văn minh hơn, nó đâu có làm được. Thì con phải dùng biện pháp này biện pháp nọ thì cái chế độ sẽ thành cái Hitler độc tài cũng không được. Rồi hiện bây giờ ngày Bắc người Nam nó chia đôi, ok tôi ăn nói lù lắm thì tôi làm trưởng, còn con hướng San Francisco đi tổng lãnh sự quán toàn người Bắc không à, con nghĩ sao, bất công không? Thì nó sẽ có cái chuyện nội bộ mình có Nam Bắc,
chia rẽ rồi, chung nữa, rồi miền quốc nội hải ngoại. Ông Nguyễn Văn Thanh bắt mấy đứa con mà ra hải ngoại phải ký cái giấy là không có được nói chuyện với mấy đứa nhỏ lớn lên ở Mỹ nghe. Tức là sao, mấy ông sợ mới bắt mấy con ký đúng không? Sợ mấy con bị nhiễm bên đây là ủa, những gì tôi học ở trong đại học bệnh với học trường nhỏ tôi đâu có thấy giống như vậy đâu. Thì mấy ông sợ bị lòi cái đuôi ra đó, mấy ông mới kêu mấy con làm chơi với nhau nhưng đừng chơi với người ở ngoài bị nhiễm. Bị nhiễm thì con về bển, con đời đốt xác Hồ Chí Minh thì mấy ông đâu chịu. Mất đảng là mất income. Sức mấy ta chịu, nhưng mà khổ hồi xưa Việt Nam mình có income, có đất rồi dành nhau bán, bây giờ còn gì nữa để dành. Giờ con nghĩ nước Việt còn gì dành. Chỉ đến lúc này á, mấy trăm người mà có quyền thật sự á, thì còn có ăn, phải không? Như Bắc Chính đồ, với dòng họ Bắc Chính đồ có ăn. Còn mấy cái người chức ở dưới cầm súng hay là công an dưới, giờ dân đói là bây giờ kêu nó đi hố là đứng ngoài đường cả ngày. Hồi xưa cả ngày hố lộ được mấy tỷ đi, bây giờ ngày kiếm 2-3 triệu cũng không ra nữa. Cái đó là cái chóp thôi, con hiểu không? Nhưng mà thật sự mấy trăm thằng kia đó là có quyền. Mà tại sao nước mình mấy trăm thằng đó nó không có chịu thay đổi theo Mỹ để mà cứu chín mấy triệu dân? Là tại vì họ đang ăn ngon lành, họ đang có quyền, họ ăn ngon lành, họ không muốn thay đổi. Còn những cái người ở dưới á, là không có quyền nhưng mà muốn thay đổi. Đó là như vậy. Nhưng mà cái cơ vận nó đi rất là hay. Hiện bây giờ theo chú thấy á, những lãnh đạo nào mà làm cho bãi chức hoặc là Gorbachev hồi xưa vậy đó, tuyên bố bên Liên Xô á, thay đổi á, thì ông đó sẽ là anh hùng dân tộc. Chứ mấy ông ngoài còn sang trước sang sau, mấy ông có chịu thay đổi. Cái ông ở dưới á, chưa có được lên tới chức vụ là muốn thay đổi, mà đến khi mà 4 năm cái nóc lưa ông này lên, ông đang ăn ngon, cả ông hồi xưa muốn thay đổi, bây giờ ông lại không muốn thay đổi. Đó là lòng tham, con hiểu không? Tôi 4 năm tôi để ông sao thay đổi. Họ biết là cái này không có xài được, nhưng họ tạm thời xài, lúc nào tính lúc đó. Nhưng mà tạm, mỗi ông cứ nghĩ như, y như vậy hoài á, thì thành ra bữa giờ mình 75 tới giờ cả nước Việt chẳng có cái gì sáng sủa hết. Còn mắc nợ thế giới như chú Trọng, mỗi đứa đẻ ra là mắc nợ cả mấy trăm nghìn này. Mấy đứa Việt Nam mới lớn lên đó. Con Việt Nam, con đẻ quốc tịch Việt Nam mà có mắc nợ rồi, không thấy buồn không? Còn trong khi mà như Úc nè, thì bữa nay Đài Loan nó còn cho dân nó mỗi người 200 đô, nó 4 tỷ. Con thấy sanh vô nước Việt Nam con thấy không có phước không? Tại sanh nó Mỹ, tôi vừa sanh ra tôi còn ăn tiền chính phủ đồ này nọ. Tự vì ai làm nợ, mấy ổng làm nợ không à? Không biết hồi năm 2019 bây giờ chuyển ra gần mấy chục tỷ đô ông Mỹ. Tức là mấy ông biết là phải chạy, nhưng mà phần của tôi lo phần tôi. Ông nào cũng ích kỷ kiểu đó. Chỉ có một cái là làm sao hôm nay nè, trước khi mà giống như trước khi kéo màn á, thì đừng có để nhiều thù oán với dân tộc thôi. Mấy cái đó sau này sẽ có một người từ bi đứng lên giải hòa hết. Thế chúng ta là con Lạc Long Quân, ok, con của Thượng Đế hết nha. Chúng ta ngồi nói chuyện nha, không con nào được đụng nào nha. Ở trên Phật không muốn mình đụng nhau. Ok, mình mỗi người đóng thế. Hôm nay cá nhân con làm con đóng thế đúng không? Ví dụ con có cái tiệm tháng con làm 50 nghìn, con muốn đóng thế 10 mấy nghìn. Rồi tao không cần biết, tao cho tụi mày 3 tháng khai á, rồi đóng thế. Rồi mà anh nào muốn mua rồi mua. Rồi bắt đầu từ đó có lòng tin nước ngoài sẽ đưa kinh tế Việt Nam lên cái dù. Tại vì mình có sẵn chất xám rồi, mình có sẵn người Việt có hải ngoại rồi, mình lên lẹ lắm. Còn những nước khác nó không có mấy cái đó. Ví dụ như Việt Nam mà mở cổng tự do, con có tiền con về Việt Nam con làm con sướng hơn thì mua tiệm nẻo ở đây. Ai cũng vậy. Ví dụ như mấy công ty hiện giờ nó không có đi qua Tàu được, thì nó đi vô Việt Nam sướng hơn nó qua Indo hay là Mã Lai, mấy cái nước Hồi giáo, đúng không? Thì ai cũng giàu hết. Rồi Việt Kiều về bển không có bị ăn hối lộ, hạch tội này nọ. Cho nên người ta cứ vô ra hoài, những nền kinh tế nó lên, nó dù dù liền á. Nhưng mà vấn đề là 200 ông này á, có buông hay không thôi. Tại khi ở trong cái đó ngon lành quá, không ông nào buông hết chứ. Đó là do 200 ông, chứ không phải do 4 triệu đảng viên nha.
Ông chịu dính đầu còn gì, nó ăn xương không à. Mấy ông nội kia ăn thịt. Nhưng mà đóng thuế cá nhân, sau này sẽ đóng thuế cá nhân. Nhưng phải có đúng người mới làm được. Không có đúng người khó làm lắm. Không có đúng người là Việt Nam khổ tiếc. Chỉ có chú mới làm được. Chú làm việc cho ông trời, chứ chú không làm việc cộng sản, cũng chẳng làm việc cho quốc gia, làm việc cho Thượng Đế với cho Phật. Thì trong kinh có nói á, là sau này á, nước mình có vua á, tại có vua nó mới không còn miền Bắc miền Nam. Nếu mà không có vua đó, phe nào lên á là cũng giết nhau lẫn nhau á. Thì cái số mệnh của chú là gì mà không chia, xưa chú là vua Hùng Dương mà tái sanh, cũng là Chúa Giêsu tái sanh luôn. Chú tái sanh 1800 kiếp. 1800 kiếp. Ừ. Chú đi xuống thế gian này khoảng mấy trăm nghìn năm rồi. Mà trên trời có mấy ngày à? À, cứ lẩn quẩn trong cái loài người này, rồi từ những hành tinh, có một lúc chú ở bên hành tinh khác làm người alien chất xám. À, rồi hôm nay đầu thai là người này mà người Việt. Nên mấy vị kể nhiều cái kiếp. Hồi xưa ở bên Ấn Độ, rồi đi cho Thái, đi tùm lắm. Mỗi một kiếp người, một năm, 100 năm của mình á, như một gió thoảng à, so với trên trời. Tại vì mà nếu mà con ở cái thành tinh trên đây xa gì, trái đất ở dưới này, nó quay dù dù như nè. Mà giống như tại sao chú quay cái này, thì tự vì chú thấy cuộc đời của chú giống vậy đó. Một vòng gì á, là 100 năm. Mà bữa giờ quay nó biết nhiều vòng. Tại ở xa á, cái chính cái thành tinh mình nó quay lẹ lắm. Mình nghĩ đây 100 năm là lâu, nhưng mà thật sự chỉ cõi trời 100 năm nhỏ xíu à. Cái tướng mạo của chú trong cái vô vi á, không có phải như vậy nữa. Ừ. Nhiều chuyện hơi lạ. Với lại đạo Công giáo bữa nay cũng bị bế tắc. Hồi trong kinh có nói Đức Giáo Hoàng này là ngày cuối cùng mà. Ở bển bây giờ cũng đâu huấn luyện mấy ông cha hay này nọ nữa. Không biết á, họ chỉ dùng ở trong cái tòa thánh Vatican á, là một cái thành, một cái xã hội đen á, không biết không. Thủ tiêu giết nhau trong đó, rồi chánh quyền Ý không có được vô can thiệp. Cái đó đâu phải là đạo đâu. Là một cái tập đoàn thể của mafia người bển. Làm nhiều cái ghê lắm. Cho nên giờ á, người Công giáo được lên lớp học Phật mà vẫn thờ Chúa, vẫn thờ Thượng Đế. Đó là đạo Thiên Tâm Chúa thành lập. Hôm nay mấy vị nói là có mấy chục triệu người bây giờ là theo chú Thiên Tâm. Thì thời xưa chú lập cái đạo Công giáo là cái thánh giá. Thời nay cái thánh giá biến dấu Thiên Tâm. Tại trái tim là cái tâm của con người của mình. Mình làm theo cái tâm, tâm cũng là Phật luôn, rồi mình vẫn thờ Thượng Đế. Thì hôm nay mấy chục triệu người theo cái này. Đúng ra người Công giáo mà họ đừng có chấp, chấp có nghĩa là họ học giỏi quá, họ ngã mạng quá, nó cũng giống như bị brainwash vậy, giống như đàn kiến thì sai đâu sai đó. Thì nếu mà họ đừng có chấp, họ mở rộng cái đầu ra một chút, họ là người đầu tiên sẽ hưởng ứng cái này nhiều nhất. Còn họ không có như vậy, tại vì họ đã bị huấn luyện lâu quá rồi. Từ danh từ, con có đạo không, con có đạo không, không có đạo, ôi vậy anh ngoại đạo. Cái họ dùng danh từ thôi. Còn ok, cưới nhau phải bắt người ta theo đạo mình. Không có, ở trên đời này con bắt người này yêu người kia được không? Đâu bắt được. Thì cái đạo Thiên Tâm là một cái đạo mình để tự nhiên. Cái thế giới này là nó đi theo cái tuần hoàn tự nhiên. Thì bên Công giáo cũng nên tự nhiên. Nhưng mà những cái đó luật của người bên La Mã hồi xưa họ bắt buộc gì để họ kéo số đông để mà họ thống trị cái trái đất này, thì cái đó lại là đi sai. Thì khi đi sai rồi đến hôm nay tới thời con rồi nhỏ nhỏ này lên vô trong nhà thờ ông cha ông ngồi ông nói chuyện giống như ông nào mà bữa nào miệng là lanh lẹ mà ông văn chương ông nói vui vui chút xíu một tiếng đồng hồ đi về thôi à. Con có học gì của ông được đâu, nó không có cái gì gọi là treatment hay là thanh lọc được cái thần hồn hết. Bây giờ hỏi con người sao khổ, có người khổ là do mình tham, với mình hay giận, với mình mê này mê kia. Giờ ví dụ con mê cái áo mà không có tiền là khổ. Thì
Thì do cái đó, nhưng bên Công giáo họ không có biết làm sao mà để cho mình đừng có bị mê. Còn cái thiên tâm này á, Chúa lập ra, Chúa có chỉ công thức. Tất cả những đứa đệ tử của Chúa hôm nay trên thế giới bây giờ có mấy chục triệu người, là phải hãy ngồi thiền. Khi mình ngồi thiền mình mới thấy lại được. Cái đó không quan trọng. Cũng giống như con qua đây con gặp chú rồi, coi như cái duyên của con đi. Nhưng mà nếu mà con nghĩ sâu sâu nữa, con không cần gặp chú, chỉ ngồi ở xa mà con hiểu chú, cái đó mới là quan trọng. Hiểu không? Chỉ ngồi chỗ. Ví dụ như trước khi con muốn mua cái áo, cái bóp LV, con ngồi thiền con suy nghĩ, mình mua cái đó rồi, mình cứ rồi tình sao, mình phải đi làm cả mấy tháng rồi sao, mình có trong tay mấy tháng, mình nhìn nó cũng chán, rồi lỡ ai làm chày cái mình quậu. Có nghĩa là mình mua cái sân để sát bên mình nữa. Nếu mà con ngồi thiền rồi, tự nhiên con nghĩ cái thế giới này nó rất là small. Cho nên bây giờ chú chỉ dạy trên mạng đó là ngồi thiền, ngồi thiền. Để mà mình nhận thức được mỗi sự việc của mình. Bây giờ con nghĩ mấy ông lãnh đạo có ngồi thiền không? Ông mà bị stress, mấy ông là bị stress khủng khiếp hơn người mình. Mấy ông chỉ vô mà xoay với gái được không? Để ông nhìn những cái gọi là, cái đó là dùng cái động mà để chế cái tâm ổng. Đó là giống như cái bandage chị thấy chút ra ngoài nước nó cũng sức à. Sức mấy mà ổng ngồi thiền. Dạ làm ăn cũng không được, chỉ vô nhìn vui vui chút thì cười để ra thôi. Cũng về nhà cũng bực bội cũng vậy thôi. Cái đó nó đâu có permanent là happy đâu. Cái permanent happy là khi mà trên mạng mà nghe lời chú dạy đúng á, mới gọi là cái trường kỳ vui vẻ. Từ trong tâm. Từ trong tâm. Giờ ví dụ trong tâm làm mình vui thì mình mới là vui lâu được. Còn mà điện thoại hay là một cái clip làm mình vui chỉ là một chút xíu thôi. Với lại trong tâm mình có cái định lực rồi, mình quyết định mấy cái chuyện nó sáng suốt, mình không có làm mấy cái chuyện mà dại dột. Nhiều lắm. Tóm lại chú không phải là người như mọi người. Người có một chút đặc biệt. Chú nói chuyện không phải là nói chuyện mà là thiệt luôn á. Chú sống chung với mấy vị mà. Mỗi ngày chú mang năng người nhưng mà không phải con người. Nói chung là có người nói thì phải có người nghe. Thì chú xuống đây cũng không phải là một mình, nhiều người mấy nghìn người, dạ. Mấy đứa con cũng là trong cái đó. Vậy dạ. Khi thế hệ của chú mà đi rồi thì những cái đứa nhỏ đó sẽ lưu truyền lại những cái gì chú nói lại cho nhân loại. Còn mấy thằng khỉ đó, nó có phước nó chụp hình chú. Nhưng mà người là người ngược lại là chú có phước chụp hình với mấy thằng đó. Dạ. Phải, trên trời mấy thằng này chứ cái chút bẻo thôi à. Cũng giống như ông Trump là ngầu nhất đúng không? Trên trời là một tiểu tướng, là giống như đứng trước cửa gác cổng của thiên đình của nhà chú rồi. Chưa được nữa. Bị đá đứt hoài, dặn xuống rồi muốn lập công màn này vậy đó. Có một tiền kiếp chú nói chú là Lạc Long Quân với lại Sư Mẫu là ok đúng không? Nhưng mà sao truyền thuyết của Việt Nam mình nói là Lạc Long Quân là ở Long Dương mà. Thì Sư Mẫu là Long Dương. Bả là Ngũ Long công chúa, con ở Long Dương. Bả là tiên, chú là rồng, con rồng cháu tiên. Cốt cái chân mệnh á là cái tượng trưng thôi. Mấy vị nói sao chú nói vậy thôi, còn mình muốn prove á là tại vì những cái này nó lâu năm quá rồi. Chú tái sanh tới 1800 kiếp và vào cái vũ trụ này tới mấy trăm nghìn năm. Vào trái đất này khoảng mười mấy nghìn năm. Từ thời thượng cổ, từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế thời xưa. Chú cũng có một tiền kiếp là vua Tần Thủy Hoàng của nước Tào. Đó là kiếp mới này thôi. Còn kiếp cũ nữa, chú là vua Thần Nông á, lập ra cái dân tộc nước Việt. Rồi sau đó đi xuống miền Nam á, mới là đầu thai làm Lạc Long Quân Âu Cơ. Tại vì chú là con của thiên thượng, một vị rất là cao trên trời, thì đời nào cũng phải đóng vai quan trọng hết á. Còn nhân loại á, như chú là người chăn gà thì dĩ nhiên hết đàn gà này chú tạo đàn gà khác. Còn cái con gà thì làm sao mà lãnh đạo con gà được.
Thì từ từ mà các con nhân loại mới từ thăng tiến lên. Còn chú đã là người như vậy, được cha mẹ quá sanh ra đầu tiên rồi, nó khác. Cũng giống như con khuyên bi á, thì nó là con khuyên bi. Người ta nó tạo cái ổ ong này, người ta mang khuyên bi nó ra ổ ong khác. Còn con ong thợ nó đâu có tạo ra được ổ ong. Con hiểu không? Thì chú là vậy, mỗi lần mà cái trái đất này có chuyện lớn đó nghe, chứ không phải chuyện nhỏ, thì chú xuất hiện vậy đó. Rồi chuyện này chú xuất hiện. Rồi lại chuyện này về điện tử nó hơi văn minh, con người rất là khó dạy, tại điện tử nhiều quá họ không có tin. Nhưng mà những cái gì chú nói phim đồ quay lại hết. Cái người mà khờ nhất à, chỉ coi lại 3 năm nay thôi cũng phải giật mình những lời chú nói. Họ đỡ tốn hàng nghìn nghìn tỷ. Chú mấy từ clip trước chú nói là Putin sẽ đi cầu quà, mà hôm nay nó đòi cầu quà, chẳng qua nó mắc cỡ đầu thôi không, nhưng mà nó đánh hoài thua, bảo đảm nó thua, cỡ nào cũng thua hết. Nó mà thắng là chú lấy 3 cái nhang chú khánh, chú điều khiển mấy ông thiên thần của bên công giáo á. Bữa hổm mấy ông nghe lời chú mà phun snow xuống, tuyết xuống là đóng băng liền, chú làm được hết á. Chú là người sinh cho bác trọng sống dài, con biết không? Tại sao ông ác mà mình sinh? Chứ thằng trẻ nó lên á, mấy thằng Trung Cộng nó còn hiếp còn dữ nữa. Tại ở cái thế nước nó như vậy thôi, người ta nhìn không có hiểu. Bây giờ thay Dương Đình Huệ lên đi, bảo đảm Dương Huệ là còn sức quậy nước mình còn dữ nữa. Cho nên ngày nào cũng bắt trọng đừng chết nè, làm bản lời cà liệt lìa để cho nước mình đừng có bị mất sớm. Tại vì cái nước Việt Nam đừng có bị mất sớm à. Chú về bển chú mới dọn sạch lẹ được. Chứ giờ Trung Cộng nằm đậy trọng hết là mình muốn đuổi đi cũng khó. Đẻ con ra mấy đời giờ đứa nào cũng vừa lai việc vừa lai tàu hết, thì sao đuổi? Nó lớn lên nó bầu cử, ok rồi tôi bầu cử A Duân này lên làm chức bí thư nghe, chế kia làm chức bộ trưởng, bởi chế với A Duân không là con nghĩ như sao? Chết luôn á, thà để bất trọng vậy á. Ok phải chứ đi. Ok rồi gặp sau nha, chụp cái hình làm cái này không? Dạ chụp.